Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày cuối cùng của tháng 10, ngày 31 tây tháng 10 năm 2021. Bây giờ là ngày chủ nhật tại Cali là khoảng 1 giờ chiều và ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua tháng 11 rồi, ngày 1 tới tháng 11 đó chính là ngày thứ hai. Thì uh, ngày hôm qua đó không có video nhưng mà thuận có một cái buổi livestream rất là thú vị ở trên channel của bạn Hoàng Minh Thiện Trico Việt Nam và nhưng mà nào mà chưa có xem cái buổi livestream này đó thì uh, nếu có thú có thể bấm vào những cái link thuận đăng trên những cái mạng xã hội cũng như là cũng đăng cái link đó ở trên channel của Thuận Capital. Đây là cái buổi livestream trên channel của bạn Hoàng Minh Thiện và cũng nói rất nhiều những cái xu hướng nhận định thị trường trong uh, thời gian sắp tới đây từ đến cuối năm và qua năm và chúng ta hôm nay á, thường này sẽ trở lại để mà chia sẻ thêm một số những thông tin thú vị với các bạn Thì nhìn vào tình hình của thị trường bây giờ đó các bạn thấy được là giá là khoảng 60.669 cho Bitcoin Và chúng ta thấy được đó là hôm nay đã là cái ngày kết thúc à, của tháng 10 này rồi Và nhìn chung thị trường đó thì các bạn thấy là hôm nay có màu đỏ, có màu xanh Và chúng ta có một số đồng rất là xanh ngày hôm nay cũng như là có một số đồng cũng rất là đỏ Nhưng mà phần lớn các bạn thấy được là màu xanh cũng không có xanh lắm và đỏ cũng không có đỏ lắm nghĩa là nhìn tổng quát thị trường đó thì những cái đồng lớn lên xuống không có đâu bao nhiêu trong vòng 24 giờ qua và các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn khi mà các bạn nhìn vào trang CoinGecko thì các bạn thấy được là trang CoinGecko cho chúng ta thấy được là trong vòng 24 giờ qua chúng ta nói những đồng lớn đó Bitcoin, Ethereum, đồng BNB, Cardano, Polkadot thì các bạn thấy được là lên xuống không có là bao nhiêu Solana, XRP cũng vậy lên xuống là không tới 2% nghĩa là trong vòng 24 giờ qua thì thị trường khá là đi ngang và chúng ta thấy được là có những đồng mà xuống cái con số nhiều hơn như là Shiba Inu nhưng mà các bạn nhìn vào cái phần mà bên tay phải đó thì Shiba Inu trong vòng 7 ngày qua chúng ta thấy được là Shiba Inu đã có sự tăng trưởng là 91,4% rồi cho nên cái việc mà đồng Shiba Inu này xuống uh, trong vòng 24 giờ qua khoảng chừng 7% cũng không gì gọi là đáng kể nhưng mà chúng ta thấy được là có những đồng mà có cái sự dao động trong cuối tuần này và chúng ta nói tới những đồng mà thuộc cái hệ gọi là metaverse thì chúng ta thấy được là một trong những đồng lớn đó trong cái hệ này đó chính là đồng mana decentraland thì các bạn thấy được là decentraland đó là đứng hàng thứ 55 và chúng ta thấy được là đột ngột của sự tăng trưởng tăng tới 237% trong dòng mấy ngày qua trong vòng 24 giờ qua vẫn tăng là 8,5% tại vì sao vậy tại vì các bạn thấy được là gần đây đó cái từ uh, metaverse đã rất là phổ biến sau khi mà chúng ta thấy uh, cái uh, thông báo đến từ facebook là họ sẽ tạo ra một cái thế giới metaverse của họ và sẽ có nft uh, họ sẽ có những cái tài sản ảo trong thế giới đó đây là một cái thế giới thực tế ảo và các bạn thì được là điều này đã dẫn đến là hồi thứ sáu đó uh, đồng mana chỉ có cái à, mức là khoảng chừng là không tới một đô la là 93 mươi cent mà các bạn thấy được là chúng ta thấy có cái sự tăng trưởng lên tới cái mức cao đó chính là cái tình hình của ngày hôm qua ngày 30 mươi tây ở hoa kỳ lên tới cái mức là ba đồng 75 cent trước khi mà điều chỉnh trở xuống và bây giờ đang ở cái mức là 3 đồng 22 cent vẫn là cái mức rất là cao. Các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thôi đã tăng 304% rồi. Nhưng mà Hôm nay đó là cái ngày kết thúc của tháng 10 Thì nhìn lại cái chẩn đoán của Plan B Các bạn cũng đang nhớ là Plan B đó đã đưa ra cái chẩn đoán là ở những cái tháng như là chúng ta cũng đang nhớ là Zumba các bạn thấy rõ hơn là tháng 8 của năm nay đó là cái mức giá chúng ta sẽ thấy là hơn 47.000 đô Tháng 9 là hơn 43.000 đô, tháng 10 là hơn 63.000 đô Thì các bạn thấy được là hôm nay Tuy là chúng ta vẫn chưa kết thúc ngọn nến à, của ngày hôm nay nhưng mà cũng không quan trọng Tại vì trên căn bản đó Plan B đã đoán đúng là tháng 8 chúng ta thấy ngọn nến hơn 47.000, tháng 9 chúng ta thấy ngọn nến hơn 43.000 và tháng 10 này là chúng ta thực sự đã thấy trong vòng tháng 10 đã qua khỏi 63.000 rồi lên tới cái mức là 67.000 và bây giờ đây nhiều người nói là cho là Plan B đã đúng tháng 8, tháng 9, tháng 10, chúng ta bước qua tháng 11 thì các bạn thấy được là Plan B nói là chúng ta sẽ thấy cái giá của Bitcoin hơn 98.000 đô, có nghĩa là chúng ta thấy được là trong tháng 11 này dự đoán của Plan B hồi tháng 6 đó là trong tháng 11 này chúng ta sẽ thấy Bitcoin tăng lên tới khoảng chừng là 100.000 đô trong thời gian chỉ 4 tuần tới đây mà thôi có thể hay không thì đương nhiên là có thể cái bạn được là giá bình không bây giờ là 60.800 đô thì nếu tính theo toán học đó thì có nghĩa là mức giá Bitcoin không phải tăng trưởng tính theo phần trăm là bao nhiêu chúng ta cho là 98.000 đi như The plan B nói trừ cho cái mức giá hiện bây giờ là 60.800 đô lúc mà thường làm video này thì các bạn thấy được là cái sự khác biệt chia cho 60.840 thì các bạn sẽ thấy được là cái sự khác biệt đó là khoảng chừng là 61%. Có nghĩa là chúng ta cần phải thấy Bitcoin tăng 61% trong tháng này là một phần trăm rất là cao. Thì chúng ta tiếp tục hy vọng là Plan B đón đúng. Nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ đã bước qua tháng 11 rồi. Tháng 1, tháng 12 dựa theo dõi của Plan B là những tháng bùng nổ trong thị trường này. Và đương nhiên, thùng thì vẫn có suy nghĩ là Bitcoin sẽ bùng nổ trước. Rồi sẽ dẫn theo những đồng lớn, rồi dẫn theo những đồng nhỏ sau đó. Cho nên, nếu như các bạn... Không có Bitcoin các bạn chỉ quan tâm đến O các bạn vẫn phải có một cái sự tin tưởng và hy vọng là Bitcoin tiếp tục tăng trưởng một cách bền vững để cho thị trường O có thể là tiếp tục tăng trưởng chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mình thôi. Chỉ còn hai tháng nữa là chúng ta sẽ biết được kết quả của năm nay là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lợi tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví co 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng co 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 và hôm nay đó cũng là một ngày mà rất đặc biệt đó chính là cái ngày kỷ niệm 13 năm cái white paper của Bitcoin có nghĩa là cái văn uh, bản mà đã tạo ra khái niệm của Bitcoin. Đây là cái văn bản chỉ có 9 trang mà thôi, nhưng mà cái văn bản này đã là một cái sự cách mạng tiền tệ, đã nổ ra cái sự cách mạng tiền tệ. Và các bạn đã đọc chưa? Các bạn có cảm nghĩ gì về lịch sử của Bitcoin trong vòng 13 năm qua thì comment ở bên dưới tại vì uh, các bạn hãy được làm ở trên uh, bitcoin.org đó là chúng ta thấy được là chúng ta có cái văn bản này bằng tiếng Việt Bitcoin hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng và chúng ta thấy được đó là trang web này là bitcoin.com bitcoin.com đó là trang web sở hữu của Roger Ver là một người mà chuyên về Bitcoin Cash bitcoin.com mới là cái trang web của Bitcoin thật sự có thể nhiều bạn mới tham gia vào cho nên không có rành khi mà chúng ta nói tới Bitcoin trang web của Bitcoin đó đó chính là bitcoin.com như là các bạn nhìn thấy trên màn hình còn trang web bitcoin.com đó là một trang mà chuyên về Bitcoin Cash và trên màn hình các bạn đây chính là trang web bitcoin.com cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể hiểu được cái sự khác biệt giữa bitcoin.org và bitcoin.com đây là hai trang web sở hữu bởi hai cái nhóm người khác nhau và thuận sẽ chia sẻ sơ sơ một lát nữa về lịch sử của bitcoin nhưng mà các bạn thấy được đó là nhiều người khi mà nghĩ đến bitcoin là ai tạo ra thì nhiều người sẽ nghĩ đến là một người ẩn danh có tên là satoshi nakamoto Thực ra đây là một người hay là một nhóm người cũng không ai biết được đàn ông đàn bà cũng không ai biết nhưng mà đối với thuận đó thì lúc nào người ta cũng rất là hiếu kỳ muốn biết là có ai đó biết được satoshi nakamoto là ai hay không nhưng mà thuận thì nghĩ là satoshi nakamoto là ai có quan trọng hay là không thực khi nghĩ là không không có quan trọng thật ra tất cả chúng ta đều là Satoshi Nakamoto chúng ta có thể là tiếp tục ủng hộ và phát triển mà lưu Bitcoin nhưng mà chúng ta cũng không cần phải tôn sùng Satoshi Nakamoto tôi nghĩ là lý do tại sao mà Satoshi Nakamoto biến mất đi là cũng vì cái lý do là đây là một mạng lưới mở tất cả ai cũng có tham gia vào Và cái nhiệm vụ phát triển và tiến triển Bitcoin sau này Là nằm trong tay của tất cả những người như chúng ta Bất cứ mọi người đều có thể là cống hiến vào trong mạng lưới này Không phải liên để các bạn là một nhà lập trình Các bạn có thể là lưu trữ Bitcoin Các bạn có thể là di chuyển Bitcoin Các bạn có thể là như là Thuận Có thể làm những cái video để mà chia sẻ kiến thức về thị trường này Đó cũng là những cách mà cống hiến và phát triển cái mạng lưới của Bitcoin Và bất cứ ai cũng có thể làm được điều này Cho nên chúng ta điều là Satoshi Nakamoto và thường nên thì nghĩ là một trong những cái sức mạnh lớn nhất của Bitcoin đó chính là chúng ta không có bất cứ một người nào đứng sau lưng là chịu trách nhiệm cho Bitcoin hết. Các bạn thì được là những dự án lớn thì nếu nói tới Ethereum các bạn sẽ liên tưởng tới ai? Các bạn liên tưởng tới là bà Buterin. Nếu chúng ta nói tới đồng BNB các bạn liên tưởng tới ai? Các bạn liên tưởng tới CZ của Binance Nếu chúng ta nói tới là ADA Cardano Các bạn liên tưởng, liên tưởng, tới ai? Các bạn sẽ liên tưởng tới đó chính là George Hutchinson Vân vân và vân vân Nhưng mà nói tới Bitcoin thì không ai biết Bất cứ một người nào đứng ra để mà đại diện cho mạng lưới này hết Ngay cả các bạn thấy được là Mỗi lần mà có vấn đề gì đó như là chúng ta thấy là những đồng như là XRP Thì khi bị kiện thì uh, những người mà đứng đầu án phải ra to Nhưng mà nếu như mà quốc hội của Hoa Kỳ hay là bất cứ chính phủ nào không thấy Bitcoin thì họ cũng không thể uh, đem bất cứ một cái đơn vị nào ra tòa hết Đây là cái sức mạnh của Bitcoin đó chính là chúng ta không biết Satoshi Nakamoto là ai Và tuy là cái cống hiến của Satoshi Nakamoto đó chính là tạo ra cái Bitcoin White Paper và kích hoạt cái mạng lưới này Nhưng mà cái sự phát triển sau này như thường đã chia sẻ với các bạn là trong tay của chúng ta Đây là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn Và chúng ta thấy được đó là tuy chúng ta nói tới Satoshi Nakamoto Nhưng mà các bạn nên hiểu là Satoshi Nakamoto đó đã gây dựng cái mạng lưới Bitcoin này, cái khái niệm này dựa trên rất là nhiều những cái điều đã xảy ra trước đây như là các bạn nhìn thấy cái sự hiện diện của mạng lưới Bitcoin ngày hôm nay đó nhiều người cho là cái phiên bản đầu tiên nhưng mà không phải các bạn thấy được là cái tư tưởng là chúng ta có một cái loại tiền tệ trên mạng đó đã có từ năm 1974 rồi và có rất nhiều những cái phiên bản khác nhau mãi cho đến khi chúng ta có Bitcoin ra đời là bắt đầu là từ năm 2008 mới có khái niệm nó ra đời nhưng mà khái niệm của Bitcoin đã gây dựng trên vô số những cái khái niệm trước đây như là các bạn thấy được là à, những cái khái niệm như là Bitgo, Ego vân vân của những năm như là năm 96, 98 cho nên đây là điều mà các bạn cần định hiểu là Bitcoin những ai mà nói là Bitcoin là tiền điện tử đầu tiên thì không phải chúng ta có rất nhiều phiên bản trước đó